Đóng cửa nghỉ rồi. Hôm nay ngày cũng khá nhiều việc cùng anh em, cách 1 giờ bơi xịt lỡ máy làm lại dên đầu lòng hết luôn. Center dọn xuống Halamon Winner xong hai canh cảnh canh lại ép lỡ máy ép dên lên full 57 cho con bên đây rồi chuẩn bị 65 cộng này mà tiếp canh chỉnh còn lắm này ra 300 này ra máy làm dên miễn dên rồi lại hết đi lâu quá nó kêu dên rồi. Anh em nhu cầu từ xe nồi đến xe trái hay là đun dên mình có nhận làm hết nha. Cảm ơn em đã xem clip đó. Nóng xe trong đây chưa làm xong. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha.